Chào mừng các bạn đã đến với bảo hộ xe máy Yohi Shop. Hiện tại thì anh khách mới lấy xe SH Mod và anh muốn lên cái thùng cho xe anh để tăng diện tích chứa đồ. Thì SH Mod thì mình không cần mua thêm ba ga nha các bạn, vì cái dòng xe này cái ba ga của nó dài, mình có thể bắt trực tiếp lên cái ba ga này, nhưng mà mình phải khoan hai lỗ. Thì nó có sẵn 4 lỗ rồi, nhưng mà mình chỉ tận dụng được 2 lỗ zin của nó thôi, mình phải khoan thêm cho nó chắc cú. Thì ốc mà để giữ cái đế sẽ được giấu bên dưới cái thùng, nên các bạn không có sợ bị người ta ăn cắp cái thùng của các bạn được. Sau khi lắp ốc cố định được xong rồi thì mình sẽ có cái nắp mình đậy lại, nhìn rất là đẹp và thẩm mỹ. Khi các bạn không sử dụng thì thùng thì các bạn có thể tháo ra, thì có thể chở đồ phía sau cũng được. Thì sau khi lắp cái đế xong thì mình sẽ lắp thùng lên thử. Thì anh khách chọn thùng B32NB. Thùng này thì full màu đen. Thùng này dung tích là 32 lít nha các bạn. 32 lít. Thùng có hai chìa khóa đi kèm và chống mưa tuyệt đối, nên các bạn đựng đồ thì sẽ yên tâm. Và thùng được làm từ nhựa BB, nên chống luôn phai màu. Thì thùng có hai cái nút. Nút trên là các bạn nhấn xuống để mở nắp thùng, còn nút phía dưới bạn nhấn thì lấy cái thùng ra ngoài. Thì cái cơ chế khóa, khi các bạn mở khóa thì các bạn mới lấy được thùng ra khỏi đế. Khi mà khóa thùng lại, lấy chìa khóa ra thì cái thùng sẽ dính chặt vào cái đế luôn, nên rất là an toàn. Các bạn có nhu cầu lắp thùng cho xe mình thì cứ nhắn tin số điện thoại shop để bên dưới. Ngoài thùng ra thì shop còn có mũ bảo hiểm, áo mưa và nhiều phụ kiện khác. Các bạn cứ nhắn tin cho shop để shop sẽ tư vấn cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.